Đây là cái bẫy cuối cùng rồi các bác ạ. Hôm qua tôi nhìn thấy cái lõng nó đi ở dưới cây mục này. Tôi đặt bên kia. Hay, khá là mệt. Ôi, chú Ngàn ơi. Cái kia. Một con gì rồi? À, anh em tôi vừa ăn cơm xong, ăn cơm trưa xong nhá các bác nhá. Không phải cơm trưa mà cơm sáng. Bây giờ đã là giờ tầm 10 giờ 11 giờ rồi. Và tôi chú Diều với chú Ngàn là sẽ đi thăm bẫy. Mà cái bẫy mà hôm qua, bẫy chuột hôm qua mà tôi với chú Diều đi đặt đấy các bạn. Ai nước suối rất là to. Đường rất là khó đi. Hôm qua có đặt cái ở đây rồi. Chú Diều ơi. Ồ, cái này sập nhưng mà không được. Không được à? Cái thứ hai không được cái gì các bạn. Hai cái chống không. Tiếp tục 10 cái các bạn. Ôi chỗ này mà tắm chúng ăn nhỉ. Xã màn nhỉ. Mát. Cuối tội ở đây lạnh. Lạnh dã man luôn. Không cần. Như ở trên này có một cái chú Diều ạ. Trên chỗ này này. Con đá này. Ăn được à? Ôi được một con chuột thật đó ạ. Ôi chú gì chú Diều ơi. Trên này trên này. Ô. Được một con chân. Được một con chú. Ôi một bến cụt rồi chú ạ. May không? Bên này cụt mất rồi. Tính hai chân đằng trước nhưng mà cụt mất một cái. May không? Không thì đêm nay không thì tí nữa là khả năng nó đi được chú Diều nhỉ. Ôi ôi. Nhìn này, con ruồi đã bầu vào đây để đẻ trứng rồi. To phết nhỉ. Đập đầu đi luôn đi chú Diều ơi. Sợ tí nó tuột mất thì bắt ăn đấy. Cái kia mà trượt không trượt thì được con to chú Diều nhỉ. Đập đầu đi chú Diều. Anh em tôi đã được một con rồi các bác nhá. May nhỉ. Vẫn là con nâu thảm đúng không? Rồi. Đấy, vướng vào đây. Hè hè, đã được một em. Khá là buồn các bác ạ. Bởi vì là anh em tôi đến cái thứ tư thì nhìn này. Nó cắt bé bét chỗ này luôn. Anh em tôi đánh ở dưới cái gốc cây chỗ kia. Chỉ cái cạm khả năng là bé quá chỗ kia nhỉ. Nhìn cái này này. Cạm bé quá. Đây này. Nó quấn nan hết khu vực này. Ui, kiếp thế. Giờ biết nó ở đâu mà tìm. Tiếc nhỉ. Nhiều chuột chứ nhỉ, nhìn nó cắt vụn vặt. Nhìn cái ngón, à cái bàn chân kìa. Có phải không? Phải đấy. Cái này là con cây của trời. Cây to. Ủa nó cắt nát hết chỗ này chú Diều ạ. Cây. Tiếc nhỉ. Đây, nhìn này, nó cắt này. Đây, cắt chỗ này. Cắt bé bét cái cây này. Ôi, tiếp tục thôi, cái thứ tư mới được một em. Đường khá là khó đi nha các bác nhá. Tôi cầm máy quay nó cũng không được chắc chắn mấy. Nên là nhiều lúc khả năng là nó rung, rất rung cái giật đấy. Chỗ này có không? Ôi chú Chiều ơi, lại trượt rồi, một cái bàn chân. Ôi trời ơi. Đây này. Trời ạ. Lại một cái chân. Ừ, đây này. Cái thứ năm được một cái chân. Tiếc thế. Trời ơi. Cái này cái nào sắc đấy nhỉ? Cạm này sắc quá. Cạm sắc quá. Phí nhỉ. Ba con này. Mất ba con. Buồn nhỉ. Cháu không nhớ là trên này cháu có đánh một cái nữa sao ấy. Đây này, chú Diệu ơi, bên trên này có một cái nữa này. Ờ đúng rồi. Chỗ hòn đá này. À, được con. Được à? Bé vậy là mình trượt mất 4 con rồi. Bây giờ mới được thêm một con nữa. Ôi phải đấy. Con chuột gì? Chuột hiêu. Chuột hiêu mà to nhờ. Bạn ơi. Ôi. Sướng nhỉ? Bạn ơi. Chuột này ngon lắm đấy. Ôi cẩn thận, chú Chiều ơi, cẩn thận nó đi nhá. Đi được. Đi chân sau. Chân sau à? Đấy có chuột hiêu nhá các bác nhá. Bởi vì theo tiếng địa phương ở tôi gọi là chuột hiêu, bởi vì nó rất là vàng. Đấy, đấy, đấy. Nhìn giống con hiêu nhỉ. Vài. Con chuột mây. Đúng rồi, con chuột mây nhưng nó bé thôi. Giống này to lắm đấy. Theo người thành phố nó gọi là chuột cống ấy, nhưng mà
trên rừng này người anh em tôi gọi là chuột hiêu, à chuột chuột bay. Cũng được rồi, hai em này thoải mái rồi. Vậy còn đúng hai cái nữa thôi chú Diều ạ. Anh em tôi hôm qua là đánh 10 cái bẫy nha các bạn nhá. Nhưng mà hôm nay gần như là cái nào cũng dính nhưng mà trượt hết các bạn. Do cái bẫy anh em tôi chưa biết đặt hay như thế nào không biết. Bên trên này còn hai cái nhỉ. Đây là cái bẫy cuối cùng rồi các bác ạ. Hôm qua tôi nhìn thấy cái lõng nó đi ở dưới cây mục này. Tôi đặt bên kia. Hay, khá là mệt. Ơ chú Ngàn ơi. Cái kia. Một con gì rồi? Đứa con chuột. Đây được thêm một con nữa các bác nhá. Đây này. Con này bé thôi nhưng mà tí đứt chân. Đứt chân sao? Sắp đứt rồi chứ nhỉ? Trước. Nó sắp đứt chưa? Sắp đứt rồi. Cho một gậy vào đầu đi. Để chắc ăn. Ừ. Ấy. Vậy là 10 cái bẫy các bác ạ. Được ba em chuột. Như thế là cũng ổn rồi. Cũng may mắn rồi. Hôm nay là rất là tiếc bởi vì là trượt nhiều quá. Đặt 10 cái thì có đúng một cái là không sập. Còn bao nhiêu cái là sập hết nhưng mà nó trượt các bạn. Tôi đoán là khả năng là cái bẫy này nó bé quá, nó không giữ được chuột. Nên nó chạy bỏ hết đi hết. Rồi ok, bây giờ là anh em tôi lấy chuột về lán để chuẩn bị cho bữa tối thôi nhỉ. Hết rồi các bác nha. Hết hành trình. À quên, không phải hành trình. Là anh em tôi đã thăm bẫy. Bây giờ cho buổi chiều hôm nay là anh em tôi lại bắt đầu đi đặt bẫy buổi chiều hôm nay. Bẫy sóc, bẫy chuột các thứ và đi bắt ếch. Tiếp tục đêm này các bác nha. Đêm thứ hai trên rừng sâu. Ok. Các bác nhớ theo dõi tiếp theo chương trình, lịch trình tiếp theo của series nhật ký rừng sâu của anh em tôi nhá. À, đây là buổi trưa thứ hai rồi các bác nhá. Bây giờ đã rơi vào tầm khoảng 11 giờ. 11 giờ là anh em tôi ăn sáng xong và tôi với cả chú Diều với cả chú Ngàn cũng vừa đi thăm bẫy về và được 3 con chuột các bác nhá. Bây giờ anh em tôi bắt đầu thu dọn hành lý, tiếp tục di chuyển đến một địa điểm mới có nhiều thú rừng hơn để anh em tôi săn bắt nha các bác nhá. Thì bây giờ anh em tôi sẽ làm lồng 3 con chuột đi và mang theo và một số ếch nữa. Không có gì thay đổi là tối hôm nay, yên tâm là tối hôm nay anh em tôi lại có 3 con chuột với cả một số ếch cóc kia nữa là để ăn bữa tối các bác nhá. Rất là thoải mái, ăn cuộc sống trên rừng nó như vậy đấy, chủ yếu là săn bắt và hái lượm về để sinh sống thôi. Chứ còn có một cái rúm thịt mà anh em tôi có lấy thịt lợn đi ấy, thì vẫn còn đấy các bạn. Thì mỗi bữa anh em tôi chỉ xào một hai miếng để lấy mỡ, ví dụ như anh em tôi nấu canh này nọ thôi. Còn thức ăn anh em tôi toàn tự phát hết, toàn tự kiếm hết. Rồi, hy vọng là đến địa điểm mới này anh em tôi sẽ bẫy được cực kỳ nhiều thú và bắt được hàng tấn ếch. Về sẽ ví dụ làm quà cho anh em chẳng hạn nhé. Hy vọng lần sau thì lần này thì tôi có thất hứa với một bạn fan nhá. Là bạn ấy là có cho tôi địa chỉ để khi nào đi sinh tồn, tôi có chuyến đi sinh tồn này thì bạn ấy bảo liên hệ với bạn ấy để cho bạn ấy đi cùng. Nhưng mà cái hôm anh em tôi đi đúng nửa đêm tự phát rồi các bác ạ, thì mấy anh em cũng đang ngồi uống nước chè với nhau ngày, nghĩ bảo thôi hay là anh em mình đi rừng mấy ngày. Vậy là anh em tôi đi lúc nửa đêm cũng rất là mệt, 9-10 giờ mới lên lán. Đấy hôm đi thì tôi cũng quay rồi đó. Lần sau mà không phải là lần sau đâu các bạn. Anh em tôi còn nhiều chuyến trải nghiệm lắm. Thì các bác cứ liên hệ trực tiếp có số điện thoại dưới phần mô tả kênh của tôi nha các bác nhá. Các bác cứ liên hệ trực tiếp với tôi để nếu mà ấy thì tôi sẽ sắp xếp thời gian để có một chuyến đi cho fan, cho mọi người cùng đi trải nghiệm cùng anh em tôi. Để trải nghiệm hoang dã như thế này, cuộc sống sinh tồn ở rừng. Nhưng mà bạn nào đừng sợ ma đi cùng được không? Đi rừng sâu này rất là có nhiều cái rất là nguy hiểm. Thứ nhất là rắn rết này, thứ hai là người ta bảo rừng thiêng nước độc. Anh em tôi đi đầu tiên là anh em tôi phải chọn cái địa điểm dựng lán. Hôm nay tôi mới tâm sự thật với các bác là như thế này, đi rừng không phải là ai cũng đi rừng được, cứ lên rừng là ở được các bạn. Ở rừng gần nhà thì tôi không nói, nhưng mà ở rừng sâu này, ở cái nơi mà ít bước chân người đến ấy, thì có nhiều vấn đề phức tạp tôi không muốn nói ra. Đầu tiên là các bác phải tránh, tìm địa điểm ở. Các bác phải không được dựng lán ở bất cứ chỗ nào mà theo ý của tôi ấy, theo người già truyền đạt lại ấy, thì sẽ phải lệch hướng một cái rông quả đồi đi. Anh em tôi sẽ phải lệch hướng cái rông đấy, không phải là chỗ nào cũng dựng được các bác nhá. Vấn đề thứ hai là phải chỗ đấy phải cực kỳ gần nước.
Và vấn đề thứ ba là sẽ phải xung quanh nó phải có thức ăn. Thứ nhất là suối phải có cá này, có ếch này, phải có chuột này, phải sóc này thì bạn mới sống được. Chứ nếu mà bạn cứ dựng lán này, bạn không cần biết chỗ nào, bạn dựng lán xuống là bạn cứ ở đấy là bạn đi bẫy mà nếu không có gì thì bạn không có gì ăn. Nếu mà sinh tồn mà nếu mà các bạn đi sinh tồn thật sự ấy thì như thế cực kỳ khó, không thể sống nổi. Bạn nếu không có kinh nghiệm, vấn đề còn một vấn đề duy nhất là tôi muốn nói với các bạn, nhắc nhở các bạn là đi rừng các bác đừng có đi giày hay đi dép, bắt buộc các bác phải đi ủng, bởi vì rắn rết ở trên rừng sâu này rắn cực kỳ độc và cực kỳ nhiều. Hôm qua thì tôi có gặp mấy con nhưng mà tôi không dám quay bởi vì nhìn tôi rất là khiếp luôn, nhìn như một khúc gỗ nằm giữa đường mà anh em tôi không, lúc đấy thì tôi cũng sợ nên là tôi không nghĩ ra là tôi sẽ quay lại cho các bác. Còn một vấn đề nữa là người ta bảo rừng thiêng nước độc, cái này thì tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này nhưng mà các bác có phải hiểu trước khi ngủ là anh em tôi sẽ phải đầu tiên là mang ớt mang tỏi đi này, vấn đề thứ hai là muối, anh em tôi phải rắc xung quanh lán, là đầu tiên là phải tránh con vắt này, muỗi này. Còn một vấn đề nữa tôi không nói thì các bác chắc cũng hiểu rồi. Ok, thế nha các bác, tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của anh em tôi nhá. Chiều nay anh em tôi lại di chuyển đến một lán mới, dựng lán mới, và đêm nay anh em tôi lại tiếp tục săn ếch và bẫy chuột các thứ cả đêm. Rồi, ok.